Xin chào các bạn. Trong các sản phẩm điều hòa không khí cao cấp, nhà sản xuất trang bị một tính năng rất hay mà nhiều người quên không sử dụng, đó là tính năng gió 3D. Như các bạn biết, điều hòa không khí không chỉ là một thiết bị làm thay đổi nhiệt độ mà nó còn là một thứ để chăm sóc sức khỏe của người dùng. Khi thông thường bạn sử dụng điều hòa thì bạn thường có xu hướng điều tiết chỉnh hướng gió thổi về phía mình, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ xảy ra những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái nhiệt độ thổi ra từ điều hòa thông thường nó sẽ thấp hơn của nhiệt độ trong phòng. Vậy là cái gió nó thổi vào trực tiếp vào bạn, nó có nhiệt độ thấp hơn so với những cái vị trí xung quanh. Ngoài ra cái gió thổi ra mạnh cũng làm thay đổi áp suất trong phòng nó không đều. Như vậy là đối với người có sức đề kháng kém thì nó không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra cái việc áp suất và nhiệt độ không đều đó nó cũng làm khuếch tán và bay cái độ ẩm qua da, không tốt cho làn da của bạn. Để giải quyết việc này thì bạn khởi động chương trình 3D Auto. Điều hòa sẽ có xu hướng thổi không khí lạnh đều khắp phòng theo hiệu ứng mái vòm. Như vậy là mọi vị trí không gian trong phòng đều hưởng chung một mức nhiệt độ và áp suất gió đồng đều như nhau. Điều đó rất tốt cho sức khỏe và chăm sóc làn da của bạn. Đó, có nhiều tính năng rất là hay. Ngoài ra các hãng điều hòa có rất nhiều những tính năng hay nữa. Để tìm hiểu chi tiết hơn nữa cũng như được tư vấn mua sắm, mời bạn liên hệ với kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.